từ trước ngày 1 tháng 11 năm 1963, các khóa sĩ quan trường bị ở Thủ Đức, từ khóa 6 đến khóa 12, tốt nghiệp cùng lúc với chúng tôi. Chưa có quy chế, đương nhiên lên thiếu quý. Vài tháng sau khi chính thức được giao chỉ huy trung đội, tôi được trung quý Trần Văn Hoán bổ nhiệm kiêm đại đội phó. Tuy đờ chức vụ chỉ huy, nhưng do tuổi đời còn quá trẻ, nên tôi vô tư và ham chơi. Thủy quân lục chiến vốn là một lực lượng tổng trung bị của quân đội. Tiểu đoàn thủy quân lục chiến được tự trị và hành chánh với quân số lên đến 879 tay súng với 4 đại đội tác chiến và đại đội chỉ huy hành chánh. Do đó, nơi nào chiến trường sôi động, ngoài tầm tay của các đơn vị địa phương, tiểu đoàn thủy quân lục chiến được điều động đến để giải quyết mặt trận. Vào đầu năm 1960, đơn vị chúng tôi lội suối từ Cà Mau qua Chuyên Thiện, Bến Tre, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Đồng Tháp 10 lên rừng núi miền Đông, Pleiku, Kon Tum xuống Bình Định, An Khê, Độ Xã. Sau mỗi cuộc hành quân kéo dài độ một tháng, chúng tôi được rút về hậu cứ để bổ sung chỉnh trang trong vòng từ 1 đến 2 tuần lễ. Hậu cứ của tiểu đoàn chúng tôi ở Vũng Tàu nên tha hồ rong chơi. Có khi chúng tôi cũng được lệnh về nằm ứng chiến tại trại Thị Nghè, hễ ứng chiến thì bị cấm trại. Tuy nhiên đến chiều tối, thấy tình hình không có gì, bọn tôi rủ nhau ra phố Sài Gòn. Sài Gòn là thủ đô hoa lệ nên thượng vàng hạ cám đều có đủ. Đi hành quân miết nên tiền bạc cũng rủng rỉnh. Lần nào ghé Sài Gòn, tôi cũng mò vào mấy tiệm sách, tìm mua sách báo mang theo trên đường hành quân. Những ngày vui của chúng tôi tuy vậy rất ngắn ngủi, để rồi sau đó chúng tôi lại biệt mài ở các mặt trận ngày đêm. Lúc ấy bọn Việt Cộng còn đang tránh né để tái tổ chức nên cũng chỉ đánh nhau lẻ tẻ với bọn du kích trong xa xôi. Thiệt hại và tổn thất thường do bắn xẻ, mìn gài, hầm chông và bẫy sập. Đi hành quân miền Tây tuy phải loại sình lầy, ướt quần áo suốt ngày, nhưng khi dừng quân là có thức ăn đầy đủ và không đánh lớn. Ra miền Trung mới thấy khổ, tìm thức ăn không ra mà gặp Việt Cộng là đánh lớn. Vào hạ tuần tháng 10 năm 1963, tiểu đoàn chúng tôi được về hậu cứ Vũng Tàu sau những ngày lặn lội ở Bến Tre. Mới được một tuần xả hơi, bỗng có lệnh hành quân về miền Đông. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe vận tải từ quân đoàn 3 đã xếp hàng dài trước cổng trại, thay cho chúng tôi lục tục lên xe. Gia đình binh sĩ như thường lệ chạy ra đứng đầy hai bên đường, thấy mà lòng thương xót. Kiểm điểm xong quân số là đoàn xe lăn bánh, quân số tham chiến buộc phải trên 70%. Chuyến đi nào cũng thấy cây co nhưng cũng mặc, thủy quân lục chiến mà. Đến xế chiều, đoàn xe dừng lại ở một khu vườn cao su bát ngát ở Lai Khê, lệnh cho xuống đóng quân qua đêm. Gian quân vừa bố trí xong là lo đào hầm hổ cá nhân phòng thủ, trong một ngày sau cũng yên tĩnh. Tôi nằm đông đưa trên chiếc võng nhà binh đọc sách. Nghe nói tiểu đoàn trưởng đang họp với các đại đội trưởng. Rạng sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, lệnh cho thu xếp lên xe về Sài Gòn chống đào chánh. Nghe nói về Sài Gòn, lính tráng cười nói hạ hê. Tôi in trí như thế, quân đội chỉ làm theo lệnh thôi, không thắc mắc. Đoàn xe về đến xa lộ Biên Hòa, vào trạm kiểm soát cầu xa lộ, đã có ngay quân cảnh chặn đường. Thế là đúng rồi, chắc có đám nào muốn đảo chánh theo chân tướng Nguyễn Chánh Thi đấy mà. Chống đảo chánh lại là phe ta đánh với phe ta mới khó xử. Đoàn xe chạy một lèo đến ngã ba Chợ Lớn, rồi quẹo đường Cộng Hòa. Đoàn xe bỗng dừng lại ngay trước cổng Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Chưa biết chuyện gì, đã thấy từ ngoài vào trong, cảnh sát bỏ chạy không còn một bóng. Đám lính ào ào nhảy xuống xe, chạy vào Tổng nha Cảnh sát trước những cặp mắt ngơ ngác của dân chúng ngoài phố. Tôi nhảy xuống xe, xốc lại chai ba chạc, mang khẩu cốt 45, rồi bắt đắc dĩ đi vào cổng trại. Vừa ngang sân cờ, Binh Nhất Sơn, đệ tử của tôi hớn hở chạy ra, miệng nói lép xép: "Thiếu quý ơi, em mới lấy được khẩu rulo trong phòng ông đại tá y nè, còn nguyên si hết à." "Đâu, dắt tập vô coi,
doanh trại không còn một bóng người. Văn phòng của đại tá tổng giám đốc Nguyễn Văn Y còn nguyên vẹn với bản tên trên bàn giấy. Tôi quay qua đám lính la lớn: không được lấy đồ của người ta, ra tập hợp hết bên ngoài. Tôi quay tìm ông hạ sĩ quan trung đội phó: trung sĩ Nhất Lý đâu, tập hợp lại, chia các vọng gác ngoài cổng chính ngay. Tôi mường tượng chuyện gì không ổn đang xảy ra. Đại đội trưởng chỉ văn tắc: mình chiếm giữ tổng nhà cảnh sát. Tôi nghĩ không lẽ mình làm đảo chánh. Ngay sau đó, chúng tôi được lệnh tiến quân dọc theo hai bên đường Cốc Quỳnh, tiến ra bộ binh bến xe buýt để nhận lệnh. Lính tiến quân lục chiến với ba lô và súng cầm tay, đi hai hàng dọc trong trật tự. Khi vừa tới xe buýt, tôi vượt lên, chợt nhìn ra đại tá Nguyễn Văn Thiệu trong bộ kaki vàng với nón mang cạnh lá liễu cấp tá, đứng bên cạnh chiếc xe Jeep nói chuyện với đại quý Lê Hằng Minh, là tiểu đoàn trưởng của tôi. Vừa lúc tôi nghe thoáng là tiến quân lục chiến phải chờ thiết giáp của đại quý Lý Tòng Bả đến mới đánh vào Chinh Gia Long. Lúc ấy vào khoảng 1 giờ trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, tôi chợt nghĩ ra là mình đang tham gia đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngay khi xe thiết giáp chưa tới, chúng tôi được lệnh tiến về phía đường Công Lý và Lê Thánh Tôn để đánh vào Chinh Gia Long. Trung quý Trần Văn Hoảng, đại đội trưởng, cho lệnh khẩu súng không giật 57 ly tiến lên. Phát 57 ly phá tung một lỗ hổng ngay góc Công Lý Lê Thánh Tôn. Lính thủy quân lục chiến chạy ào qua đường, bước vào tường cao. Bên trong có vài phát đạn bắn ra lẻ tẻ, nhưng thủy quân lục chiến không bắn trả. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đã hoàn toàn chế ngự Chinh Gia Long. Khi tiến vào phía sau chân dinh, tôi thấy lính đang lùa một số quân nhân trong liên binh phòng vệ phủ tổng thống ra ngoài. Tôi chợt nhận ra ông thầy cũ trong trường võ bị là thiếu tá Huỳnh Văn Lạc. Sau này ông lên tướng làm tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh. Tôi vội chạy tới đưa tay chào ông và nói lớn cho đám lính thủy quân lục chiến nghe: thưa tiểu quỷ, tôi là cựu sinh viên sĩ quan khóa 16 đây. Ông giơ tay lên đứng chừng rồi buông lỏng súng với vẻ mặt buồn bã. Tôi không biết làm sao hơn, chỉ bảo lính dưới quyền kiếm một cái ghế trong nhà ra mời ông ngồi. Ngay sau đó, người ta đưa ông đi đâu tôi không biết, nhưng lòng tôi thật vô cùng xao xuyến, như mình vừa phạm một tội lỗi gì đó. Tôi đi theo trong chừng đám lính đang đi sụp sạo. Xuống tầng hầm, tôi thấy phòng của Ngô Đình Lệ Thủy đã bị sáo tung lên hết. Có một người lính ở một dàn máy quay đĩa chạy ngang. Tôi nổi điên rút súng la lớn: bỏ súng ngay, không tao bắn. Chàng ta vội bỏ súng chạy lên tầng trên. Hình như họ đã lục lọi đến phòng của bà Nhu. Đảo một vòng thấy không còn người lính nào, tôi quay trở lên. Xin vào để quy lạo cho tiểu đoàn đã có công lập đổ tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng thiếu tá mới thăng cấp Lê Hằng Minh từ chối. Lòng tôi trăm mối ngổn ngang. Lần đầu tiên tôi nằm lặng trên võng suy nghĩ về thế sự. Từ đó tôi không còn vô tư nữa, cho đến ngày phải buông súng tức tưởi. Sau đó chỉ còn bọn cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận phải trải máu và xương để chống lại bọn cộng sản.